Ơi ơi. Nam Du. Rồi rồi, qua chỗ rồi. Đây, vô đây là thầy hải sản rồi nè. Đó, ồ, anh đã chưa? Xin chào mừng đạo Nam Du. Quay giờ, quay giờ. Quay rồi. Đây về toàn mấy cái chùm mép này. Dòng dòng đảo quá trời luôn. Rồi có người đi trước thì đâm đâm giúp đỡ đúng không? Lớn 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 lớn. Cá nhiều lắm, cá dưới đó nhiều lắm. Cái hào mà. Quá trời hải sản luôn.
tôm hùm à. Tôm đến coi đủ tiền không ăn lại mua lại ngắm tôm hùm tôm đến chuồng mới đi chuồng hai quá trời rồi quá trời. Đây là hải sản không thiếu một cái gì quá trời rồi. Con cá gì đúng có bóng rồi. Ờ ô con nghèo đã to quá trời. Đúng thứ trên trời gì biết quá trời ha, ở đây quá trời. Ở cái giá em nói với anh lên lại trong đó thì thành thị rồi, nó là đủ tự nhiên hơn. Ở đây tụi em gì là quý rồi đó. Dạ. Ra Hòn Đảo mà. Đảo hơn. Gì là quý rồi đó. À. Không phải mà ở đâu mà thật tình đó thì... Ông nói chung thì ở đây thì... Ở đây tối có gì vui không? Dạ. Đây tối có gì vui không? Em... Đi vòng vòng chơi vui không? Đi vòng vòng chơi gì đó, anh ăn vòng vòng quyết định đấy ai biết đâu. Chết về thị trưởng đoàn đi. Quay lại tắm nào gần dạ có, mình đi xe qua bên bãi bên kia. Mình đi Honda, mình thuê xe Honda, mình đi qua bên bãi bên kia là... đây các bạn cũng 6 cây số. Cái bãi đẹp lắm. Nó nói chung là... Ở bên kia là trên là bước xuống cái tắm liền. Đó, mình đi bắt xe rồi, đi vòng. Dạ, không có... trên cái đầu giờ quay xuống. Ừ. Hùng xuống đây. Trong xuống nhà. Rồi. Trên có người quay xuống thì thấy cái đoàn đang đi. Ủa cây này của ai vậy ta? Để dưới cây nó rớt cái thứ ba ha. Anh rớt. Alo. Thank you.
năm vàng nha mấy đứa. Ôi ê. Quay ngược lại đây cái. Chú lên ghế nè ngồi cho mát chút. Lên đây nè ngồi đi. Đây ngồi qua thêm nè cái máy đập luôn. Ồ, cá quá trời rồi. Chưa, ông biểu lên đây ông làm gì á? À, vậy hả? Mình lên trên kia rồi. Quan trọng thì cái đường em. Quay cho chú. Bà đây là nó mãi đó mà. Mãi hả bà? Bết. Lên nó chờ. Đó. Đó mày hỏi nó chi bảo, mày tính đi nữa hả bảo? Có rồi bà. Hỏi nó lên đâu. Bên mẹ đi mệt quá đi. Năm. Lấy bước tới. Sao đi đường đó được? Đi đường này được không? Ơi ơi. Nhảy tội nghiệp cái nãy cái thằng kia đâu phải đâu mình cắn nhanh bởi vậy. Ôi, mệt mất trời luôn. Dạ dạ đúng rồi. Trời ơi đi từ hồi đó đến giờ phải kêu đò này được rồi, kêu cái đò nó đợi gần cả tiếng rồi nó chạy nó ghé chỗ này chỗ kia. Anh đi tàu phải không? Đi đi đò. Đò. Trời ơi mệt. Đây tiếng này cái chiếc này nó chỉ qua cho đỡ tối ngày hả? À. Thôi vô nhận phòng luôn đi. Dạ, lên nhận phòng đi. Dắt luôn hả? Hả? Không, anh đi vô rồi đó. Là chỉ ở được 5 người thôi, còn mấy con ở riêng thì lấy thêm phòng. Thôi. Có mấy con cậu thôi ở riêng thì ở chung mà. Thôi chung thôi được rồi. Được không ạ? Được rồi. Trong nhà không ạ? Cậu cháu được rồi.